Chào mừng tất cả các bạn đến với channel của The Robon Shop. Tiếp tục chương trình cùng DB Shop Unbox Resin. Hôm nay mình Phúc Du sẽ cùng các bạn unbox một sản phẩm. Sản phẩm đó là gì? Các bạn cùng chờ trong ít phút nhé. Vâng, sản phẩm đã có mặt ở đây rồi ạ. Đây là sản phẩm The Arriva Charm của nhà sản xuất X-Grip và MRC kết hợp. Bây giờ mình sẽ bóc này nhé. Vâng, vậy là mình đã hoàn thành xong sản phẩm Trang Arriva của sản xuất X-Grip kết hợp với MRC. Các bạn thấy sản phẩm có đẹp không ạ? Mọi ý kiến đóng góp xin để lại phía dưới phần bình luận. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ shop nhé. Tạm biệt.